Tình hình dịch đang diễn biến rất phức tạp, đề nghị các địa phương phải thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm soát dịch, đặc biệt giám sát chặt chẽ các khu phong tỏa, không để dịch lây lan. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến tại cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng với các đơn vị địa phương vào chiều tối qua ngày 10 tháng 12 để tiếp tục chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch. Qua báo cáo, đề xuất của các đơn vị địa phương tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến lưu ý tình hình dịch bệnh hiện rất phức tạp, nhất là điểm nóng tại quận Sơn Trà và Liên Chiểu. Một số khu vực phong tỏa liên tục ghi nhận các ca mắc mới trong nhiều ngày. Điều này làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu vực. Chính vì vậy, việc xử lý các ổ dịch phải tiến hành nhanh nhất và chặt chẽ để kiểm soát sớm. Sơn Trà và Liên Chiểu thì phải tập trung cao hơn nữa toàn bộ lực lượng hệ thống chính trị để đảm bảo các cái công tác về mặt chuyên môn với một cái tinh thần nghiêm khắc nhất, kỹ nhất có thể để mà chúng ta có thể kiểm soát được dịch. 5 quận và huyện còn lại là đề nghị là các anh chị cũng phải tập trung cao độ và giữ cho cái trận địa của mình ổn nhất có thể. Chứ hiện nay là cái tình hình nguy cơ, nếu như chúng ta không giữ thì chỉ cần một vài hai ổ dịch mà chúng ta để qua cỡ 2-3 chu kỳ thì xem như là chúng ta cũng sẽ nguy cơ của địa phương chúng ta cũng sẽ rất là lớn. Sau cái kết quả, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các địa phương siết chặt các biện pháp tại các khu phong tỏa để tránh chặt ngoài lỏng trong khiến số ca mắc tăng cao. Các địa phương chủ động triển khai việc điều trị F0 tại nhà, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về thực hiện 5K. Sở Y tế tiếp tục triển khai việc tiêm vaccine và tăng cường kiểm tra siết chặt phòng chống dịch tại các cơ sở y tế, không để dịch phát sinh và lây lan. Rà soát kiểm tra công tác phòng chống dịch ở các cơ sở y tế, đặc biệt là ở các bệnh viện. Và đặc biệt nữa là ở các cái khoa hồi sức tích cực, khoa ung bướu cũng như là các cái cơ sở khám bệnh nó sẽ có cái nguy cơ, thì đề nghị là Sở Y tế có cái quan tâm và kiểm tra nhắc nhở cũng như rà soát và kịp thời đánh giá tình hình các cái ca dương tính ở các cái bệnh viện để có cái biện pháp phòng chống dịch. Sau cái kết quả, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu Sở Công Thương lưu ý các biện pháp kiểm soát dịch tại các chợ lớn trên địa bàn, đặc biệt phối hợp với quận Hải Châu xử lý ổ dịch mới tại chợ Đống Đa. Thành phố cũng thống nhất cho học sinh khối lớp 1 tạm thời dừng việc học trực tiếp.